个月只干到一两家，头个神州呢，但那做梦到，该过来可可下场不来那个地方去呢，要得条个，么子梦个的，不正当大师傅，有得子么的有可可下嘞，要只干到一两家神州呢，哎，所以来办工弄个了。还做交给本子本个诶，都读完准了，神州落成了的个的，办个新疆哈喽，诶，地当做个办长春又土个了诶，我们江南岛啊，给地方人家生活少着，这大家都得吃的了，要被咱们爹娘来提个帮到家了呢，办个弄个让家了啊。
bằng trang thì cô tôi hiểu bác bảo lành chàng em mua ớt trang nữa, cô yên đầu chàng, cô yên đầu ớt trang chàng, ớt trang tiền trọ nó ý dạng đi, ta dùng mấy trang lầu ý trang mò nó nữa, cô giờ trọ căn đầu ý ra trang nó tiền trang mò nó nữa, cô trọ căn đầu ha nữa, nằm mà cô tôi hiểu nhẹ nhẹ bác của cô tao, lại cô cho mua chặt chặt bỏ thì dần dần tao biết giờ đi hết thì thấy tôi khâu lại ta nằm mà cứ từ giờ tôi bán cổ khu tao lại cổ cho bán sữa trắng dầm mà nói sẽ hao lo em mình sẽ thấy bán cổ nồng nói cho nó cũng rõ trong sáng lại đi hao á nó thì bé cho lâu thân rồi thì bố kế các cô ấy nó thì ở sang chỗ phong duy một chỗ tao thấy kế là do thấy phong duy chỗ nhỏ ấy mà lại thì ở một chỗ thì dùng chỗ thì dùng tao ấy rằng chẳng dùng bố cả hai cho lưu rong rong cho như thế bé cho lâu thân thì tao dám mua hai cho lưu rong cho cho luôn cho này một thì tôi thì dù thật thấy mà thì ở một chỗ thì chẳng hạn ta có nhau ấy cũng mua thầu thì cũng nhiều nhiều cái thì cũng tốt tốt nó là nhiều tốt tốt bao tiền này thì cũng chỉ để nhiều chuyện hết đấy có mua cái nhà tốt thầu thì cái tốt cái tốt giá này cái tốt này thì số cái tốt chỉ hai này tốt cho lần cho tiền thì anh nhìn nó nhiều sản thì nó đủ sản phẩm lại đấy, ta thầu nhiều chuyện miếng miếng cái thì tốt bao hai nhiều
看还到了一家轮着了的都山茶一等人子多了那呢一到干了以后的那个到我们家的时候还叫路皮皮那做叫轮着那呢可能的古帮家还做手扶手脚还做还一度的还做重视叫老头子被叫老的汤包还轮着了的怎么轮着汤一样你那呢做要春江的有寒江的还叫人江的还手扶手脚的上海叫轮着了这张我还做叫轮着的我顶江能轮到哈我顶龙路出个出出的出出龙当当家的轮着多走了都是不还轮着做轮着了的啊这车轮着哈我觉得呢头叫老的他们买到嘞怎么买到怎么买好了的你得多谈论搞轮着的用当家的得靠这哈都得给你当中哈出账我的好心弄了也在年龄听了的联盟和在中年了的中农说谈论着的叫老头的还在这自己讲菜还在要领地方谈论着的地头的中母牛的还能的中母有有的能点成菜的这讲谈论着了的那么点讲了叫了出叫玲珑山龙来是弄了这头也叫你弄的莫老的都碰遇多的要做生意的家都过这地方不老一给的那呢就头顶成菜碰遇成菜轮着一次讲谈论着一次莫顶家那叫老师叫轮到林龙山木来的那大那的古巴掌还没的那说的人家说都不给的有没菜那还能呢说人家说的人家不够了把过来个谁个从 YouTube 把地打着鼓我转动到那了要等也浪子了没说来地打着鼓结果还多的没才补充收好了那有个整车一样说转动到我知道还错嘞浪子了我就转到了但我那么还那么还一开年子了说来说上来讲这个也让了子这个发展你的确把完美了的你的这还浪子了你的家里还做手佛手脚的还拉做手有吐梦的的确才拿的确才补的到刚刚只有老老你来了有了见到老公就说说的这样的过了一个地方你要说佛手脚你要说神足了